Alo, chào mọi người. Chào buổi sáng cả nhà nhé. Dạ. Sang ngày thứ hai trải nghiệm một buổi đi săn cá chém khủng cùng với lại Toàn. Dạ. Tuyệt vời. Đây là anh ở ngoài Hà Nội nhưng mà ở ngoài miền Bắc nha. Mình ở Cà Mau, ở Trung Nam. Nói chung là khoảng cách địa lý của hai anh em khá là xa đó. Hơn 2.000 cây số ở hai đầu đất nước đấy. Do hai anh em cũng đam mê bộ môn câu cá nên có một điểm chung đó, nên hai anh em mình gặp mặt ở đây, giao lưu ở đây. Thì ở ngoài miền Bắc thì cái con chẽm á mọi người, nó rất là hiếm. Cái chẽm to rất là hiếm mà nhưng cá bông ngoại mà rất là nhiều. Nhưng có con hàng một ít đó mọi người. Anh Toán thì có những clip mà săn những cái con mà bông á mọi người, rất là tuyệt vời luôn. Rất là nhiều người đã biết đến anh Hoàng mà những cái clip anh chia sẻ về bộ môn câu lure săn lắc bông của mọi người. Chính như cảm giác săn con cá khủng ấy, mà tôi đã quay lại khám phá vùng đất Cà Mau cùng với Toàn. Ở dạ. Đây có những con cá chém rất khủng, hy vọng hai anh em tôi sẽ bắt được cá khủng. Hy vọng hai anh em mình sẽ săn được cái hàng khủng của mọi người. Mình thì cũng khá may mắn đã lên được những cái con hàng một ít, chém một ít đó mọi người. Hy vọng hai anh em mình hôm nay sẽ có một buổi giao lưu á. Săn được những cái hàng một ít nha mọi người để gửi đến là như thế. Dạ. Mong chúc anh em mà tôi cái gì nha. Có đi chuẩn bị triển khai khu vực câu thì ngay đây rồi, ngay đằng sau lưng rồi. Ở đây thì anh em nói chỗ nào cũng có cá và đến đây tôi rất là phấn khích rồi. Phấn khích nhất là vừa trải qua một cái cái vỏ. Chuyến đi trên cái vỏ lãi này. Kinh hoàng luôn. Kinh hoàng luôn. Là kinh hoàng luôn. Hôm nay mọi người chờ lâu lắm mọi người theo chân xem anh em mình hôm nay đi săn chẽm nha. Đây. Để hôm nay sắp tết mồi mới nữa nha. Hôm nay mình chơi mồi mới nha mọi người. Con mồi này bé bé xinh xinh. Đủ sắc màu nha mọi người. Đủ sắc màu cho để là lựa chọn luôn nha. Hôm nay không biết đánh màu nào thôi, em chơi màu nổi nhất ở đây đi. Màu hồng nha. Màu hồng. Ok. Ok. Xin chào anh em, hôm nay tôi rất là vinh dự được đi câu cùng với lại cả hai vợ chồng Toàn và Tuyết. Toàn và Tuyết hôm qua 2022 con cá chém đầu tiên và hôm nay hy vọng là tôi đi cùng với Toàn và Tuyết hôm nay mình sẽ ké cái may mắn đấy. Cái đây cá trong câu đầu tiên. Thì anh em câu luôn thì anh Tốt chắc không xa lạ gì với mọi người rồi. Anh đi rất là xa từ Hà Nội về miền Bắc anh về tận tới Cà Mau để săn những con chém. Một chuyến đi rất dài, dạ. Hy vọng là sẽ được lên con cá. Hy vọng là anh em mình gặp nhiều may mắn nha anh. Rất là hy vọng như thế. Dạ, săn được những em chẽm Fugo một ít nha anh. Cà Mau là cái vùng đất nổi tiếng về cá chẽm rồi, mọi người đều biết. Và ở đây cá chẽm rất khủng. Ví dụ bố con nhà Hùng Kentucky và bản thân Toàn có lên những con cá tầm mấy ký rồi. Quấn mồi đây nha, đừng cho nó bị dướng á. Giờ cả tem mà. Cả tem hy vọng hôm nay săn một ít nha. Rồi. Con đường đi vô đầm nó hơi khó nha. Tại vì lâu rồi tụi em không đi. Luôn rừng. Luôn rừng. Đợt hỏng đi đã luồn rồi, hôm nay nó trở lại rồi. Lâu rồi bỏ vắng bóng thời gian. Vậy hôm nay. Chỗ này mình đánh được nè anh Tốn. Thường thường á vô đầm thì mình lựa mấy cái điểm nào sâu mọi người. Mình sẽ đánh nha. Với mình chú ý quan sát coi thứ cá nó táp ở đâu, nó được mồi ở đâu thì mình chơi thôi. Thiên nhiên tuyệt vời không anh em. Tôi cũng sững sờ luôn cảnh đẹp ở đây. Nước khá trong và bóng bình xanh ngắt. Và tôi không thể ngờ được ở dưới đây có những con cá chẽm khủng thế. Đây nha. Mình đang đi câu đầm bên đây mà nhưng gặp chủ vuông bên đây nè. Cái cô này đang đang đi thăm lú á mọi người. Giờ thì mình sẽ lại mình hỏi mình xin câu coi thứ như thế nào nha. Coi thứ cô ấy cho không nữa. Thấy đầm bên đây cũng cá khá là nhiều. Sáng thăm lú ấy cô. Các bạn. Sáng thăm lú á bạn. Sáng thăm là cua hả? Chạy không bạn? Ít ra. Hôm nay con vô câu cá bên đây tiếp rồi con cho con xin câu nhà bên đây nữa nha con. Dạ dạ. Rồi. Con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Thì mình hỏi cô câu á. Thì cô không ngại, cô vẫn sẵn sàng cho mình câu nha.
Cô nói câu có trẻ mới có gì đâu mà la đó mọi người. Thương cô ghê luôn. Dạ dạ. Cô nói cô dễ mà, có khó khăn gì đâu. Hôm nay thì mình sẽ đến hai đầm luôn đó mọi người. Đầm bên đây và đầm bên đây, mình mới hỏi của cô xong. Này mình tiến sâu ra ngoài đây. Nắm bị sụp sình đó nha anh. Không, anh cũng gỡ mồi. À anh gỡ mồi. Mấy con mồi bị dính vô chà. Dạ cũng có. Thường thường ạ. À, dạ. Thường thường anh đi trên anh á, săn á thì có địa hình nó cái giống đây không? Khác. Khác hoàn toàn như này, nó không kiểu hiểm trở như này đâu. Dạ. Đây chỉ có một vài điểm đánh sát bờ, còn chung cũng ở giữa rất là hiểm trở. Kia bọn anh đánh thì hình nó rộng lắm. Mênh mông mà nó không bị vướng như này. Dạ. Di chuyển nó cũng dễ. Nhưng ở đây thì di chuyển khá khó khăn. Phải bám vào cái mép bờ để đi mà cây cối đấy rất là rộng. Ờ. Địa hình ở trong Nam mà nó mà đi săn chẽm á thì anh Tổ anh chia sẻ là ở chỗ anh á tắm khá là vẻ chứ không như trong mình. Mà trong đây thì địa hình đây thì anh đi hơi khó. Cái đầm tôm ở phía Bắc thì nó không nhiều cái cây bần cây đước như này. Dạ. Mà đa số là thoáng. Đây đánh điểm này xong mình ra tới ngoài kia luôn. Ngoài kia thì nó sẽ đầm này thì có chỗ thì nó cây nhiều hoặc có mấy đầm thì nó cũng trống lắm, mà nhưng săn mấy cái hàng to thường thường mình đi vô mấy cái địa hình này nè mọi người, cái chẽm nó dựa mấy rất là nhiều, càng đi hiểm thì càng có cá to đúng không? Dạ đúng rồi, nó dựa vô chỗ. Nói chung là địa hình rất là khó đánh. Nhưng anh Toán đánh rất là chuyên nghiệp luôn rồi. Cách anh thảy mồi rất là điêu ngài. Cách anh tạo là anh sành lên con cá mọi người. Ở đây mà mình ném không chuẩn thì dễ bị lội xuống cỡ mồi lắm. Dạ đúng anh. Mình ném không chuẩn thì sẽ con mồi sẽ nó mắc trên đọt cây đọt đước mọi người. Là mình phải tốn thời gian để qua bển gỡ. Quan trọng là bị động cá nó sẽ không chạy mất. Dạ. Ồ. Nó thường núp ở các cái búi chân cây đước kìa. Dạ. Mấy chỗ nào sâu sâu á là nó sẽ ở đó nhiều. Ồ. Di chuyển tiếp nữa nha. Buổi sáng này thì nãy giờ mấy anh em mình đánh cũng đã được một lúc. Nhưng mấy anh em mình chưa đụng được, chưa chạm được cái con nào cả. Anh em mình tiếp tục đi tiếp nha. Anh có thể đứng đây anh thử không đó. Có anh ơi. Đúng rồi, cá to lắm. Em thấy nguyên con cá luôn nha. Dạ dạ, anh cứ đánh đường đó nha. Rất to anh ơi. Bây giờ mình đã thấy được cái chẽm nha, mình mới thấy. Đó. Có đó anh ơi. Cá nó đang chạy đằng kia kìa, mọi người thấy gợn sóng không? Đó. Bây giờ đây là cái dấu hiệu đầu tiên để hai anh em mình nhận biết cá mọi người. Thảy xuống là nó đã chạy rồi. Mình thấy những cái lượng sóng á, tại vì giấc sáng đánh á là mặt hồ nó sẽ không có gợn, nên cá nó di chuyển ở đâu thì mình có thể quan sát được. Và mình tập trung mình đánh ngay mấy cái điểm đó nha mọi người. Thì mới có thể là tỷ lệ mình lên cá mới cao được. Nên anh em đi câu lúa là mình phải nên quan sát nha. Quan sát cái đó là cái yếu tố rất là quan trọng để mình săn mấy cái hàng chẽm nha mọi người. Mấy đầm cá thiên nhiên này thì nó vậy nha mọi người. Giờ thì anh Toán đang tập trung đánh cái vị trí này. Vị trí này thì hai anh em mình xác định cho là có cá to. Nên hai anh em mình sẽ tập trung
sẽ đánh ở đây nhiều nha mọi người. Đang quyết liệt săn nha. Nó còn theo mồi anh á anh ơi. Nó theo mồi anh á. Nó đang quẩn chỗ này luôn nè anh nè, thấy không? Nó là nó đang theo con mồi anh rồi đó. Anh em quyết liệt bắn đây thế nào. Nước hôm nay khá là trong. Con mồi nhỏ hôm qua của em cũng nhận. Hôm nay dùng tháo ra dùng cầm nó. Chứ nữa là đánh thử con mồi nhỏ đấy biết hay. Con đấy hôm qua đánh dính mấy phát. À, con Sasuke 75. Ừ, con qua đấy, con nhỏ nhỏ đấy. Dạ. Yeah. Lấy con khác không ăn, lấy con nhỏ nhỏ đấy ăn. Săn chẹm này là tùy theo mồi nữa nha mọi người. Cái con mồi nó quan trọng, có con mồi giả để mình đánh săn chẹm nó rất là nó quyết định rất là nhiều để mình săn chẹm. Con nào đồng ăn đây, mình đi xin. Những con mồi mà mình để bắt chẹm mọi người. Mình phải đợi những con mồi nào thu hút cá. Thằng con mình đánh sẽ nó sẽ không ăn. Hôm nay giao lưu với anh Toán thì dẫn anh đi mấy địa hình rất là chim chào. Anh Toán cả mồ hôi mọi người. Ngồi trên thuyền là ngoài kia đánh nó quen lắm rồi. Đi trải nghiệm những buổi như thế này nó nghe nó mới khoái này, thích rồi. Đi cực đây mà săn được mấy cái hàng to á, cảm giác nó mới đã. Đây có mấy phần nhí nha. Phần nhí đi ra theo coi câu nha. Có hỏi anh comment đó nè, nhớ không? Có comment đó hả? Có. Trong, dự, trong kênh hả? Đúng rồi, lại nhà em câu gì đó, có. À. Ngay cái ngã ba đó. À, quá nhiều bình luận. Em không nhớ hết được. Này đi có fan. Có hai phần nhí đi ra coi câu nha mọi người. Quay qua đánh mọi miền là thử xem sao. Ở dưới có đụng không? Dưới cạn. Trên đây cũng khá là sâu. Chí theo bắt cói. Không, tóm dính nha. Ai tóm dính được. Wow. Để đi gạt đấy. Wow, tóm đụng mình nha. Oh. Ôi oh. Cho bầu trà nha. Cá khá to nha. Còn tới đây mới ăn. Còn tới đây ăn luôn à. Trước về hả bác Toán? Cần mình lại còn. Cá lớn bác Toán. Cần Toán lại còn nổi. Cần em bỏ tay. Đó là con đầu tiên của mấy anh em mới chậm được. Rồi. Do quấn vô chè nên nó khứa đứt leader. Anh Toán tót cháu rồi. Anh em thấy để bắt được con cá tự nhiên không hề đơn giản một tí nào nhá. Mà với cái địa hình như này thì không thể đỡ được. Có thể một phần là kinh nghiệm của mình cũng còn non nữa. Khi đánh gì như này bẩy hết cỡ luôn. Con cá cũng quá to, nó chui vào trà mất. Thôi thì là đi cả con mồi luôn.
Ừ, cọc dây cho anh, cho anh Toán đi. Thay cho bác cái lít à. Quá tiếc. Quá tiếc. Rất là tiếc con cá đầu tiên của anh em mà thôi mà không có lại sảy mắt. Cá khá to. Bây giờ thì tiếp tục chiến đấu. Cảm giác rất là hấp dẫn đấy, cá này to. Bắt đầu run rồi đấy. Bắt đầu run rồi. Bắt đầu phê rồi. Bắt đầu phê rồi. Cái đề để mình chỉ cẩu lên thôi. Nếu mà mình nương, mình vẫn nương được. Mà nhưng nương một thời gian là nó cũng phải đứt thôi. Tại giờ đó mình chỉ có đường là mình cẩu lên thôi, là xác suất nó lên cao thôi. Được không được là... Đúng rồi. Chứ cần ai lua đó, cần nó rất là khỏe. Thôi, con đầu tiên rút kinh nghiệm. Những cá là cảm giác rất là tuyệt vời rồi. Được đụng được cái hàng to là có cảm giác rồi. Tôi vừa tuyệt một con cá rất là to, cảm giác nó rất là nuối tiếc. Và... Săn mấy cái hàng thiên nhiên này, tự nhiên này thì rất là kịch tính nha. Chưa may mắn lên được cá nhưng cũng có một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Mình dính nha mọi người. Wow, đóng nha. Đóng cá nha. Wow. Em mới chạm được, đụng lên lên nè anh. Ồ, cá này khá là khỏe nha. Chạm này khá to anh Tuấn. Hồi nãy anh. Em đang ép đó. Con cá to, con này to. Con này em thấy khá là to anh. Chạy khá là khỏe đó. Wow. Vậy là sau khi tôi vừa chừa được con thì toàn dính con thứ hai. Wow. Khá là khỏe. Wow. Em đang nãy lại. Em không dám cho nó vô trà. Em sợ nó vô trà anh. Em đang ép nó luôn. Wow. Vừa khủng rồi anh em. Tuyệt vời thật. Wow, con này khá to anh em ơi. Anh hỗ trợ có kẹp lên, không? Từ từ để có gấp chưa? Dạ em chưa có gấp. Dạ. Hỗ trợ giùm em. Hỗ trợ giùm em một Toán ơi. Wow. Toàn một phút. Bắt con cá này lên đã. Đây là con cá đầu tiên mà Toàn đã dìu được vào bờ. Tôi thì đúng là chưa kinh nghiệm, tôi để sảy mất một con to. Bây giờ ở đây địa điểm lên câu rất là tuyệt vời. Tôi không ngờ rằng những cái khu vực này mà có những con cá to như vậy. Rất là to. Toàn tự bắt nhé. Dạ. Ok. Từ anh quay giúp khác cho nó cắt cho mình. Rồi. Toàn lên con cá đầu tiên. Con vượt thì chạy rất khỏe nhưng chỉ sau một hồi ngắn ngắn thôi. Một thời gian rất là ngắn thôi. Con bò thì nó đã mệt rồi. Con mồi mềm đặt ép. Đặt khá là to. Con vượt trở đây toàn vượt cỡ này thôi anh em ạ. Size này thôi. Rất là khỏe, lên tới bờ mà rất khỏe. Wow. Size này lúc nãy tôi chở một con cũng cỡ như này. Quá to. Okay, quá phê. Cầm con cá ngang cho anh xin cái hiển ngang anh sẽ làm cái ảnh bìa. Dạ. Yeah.
cầm ngay con cá cho nhìn cho nó khủng khiếp. Đây. Tuyệt vời coi nha. Những con cá trên vùng đất Cà Mau. Một nó buổi trải nghiệm khủng toàn rất là tuyệt vời. Các anh em và tôi bắt đầu chiến đấu tiếp đây. Tiến tiếp nha. Mà mềm không? Anh có mềm bây giờ. Dạ. Dạ mà mềm nhảy. Ừ. Mà mềm nhảy á? Mới đổ cái chai bót vậy anh Toán nha. Quá. Đây. Đây là cameraman nha. Và đây là một cái rô tự rô mời nha. Chai bót. Chai bót chạy từ thiên nhiên. Cái hãng này thì cũng khá là nổi tiếng ở vùng miền Tây mình nha mọi người, chỗ nào cũng có hết. Cái bót này hiệu Bạch Đằng. Đây, đây là cái cam. Hôm nay là trải nghiệm khá là thú vị luôn. Nên cũng lại khá may mắn được giao lưu với anh Toán nhà quê nha. Mình đúng là nhà quê, mình trực ngay con đầu tiên. Không, do là địa hình ở đây nó rất là khó, khác xa hoàn toàn với cái địa hình của anh Toán đánh ở ngoài Bắc đó mọi người. Anh em được dính cá, anh em gò chặt luôn. Mình thì hơi nương tay một chút, nó lao vào trong trà luôn. Lao vào trong trà, sảy. Mất luôn. Chiến sau thì anh Toán nói là khóa lại và chơi 5 năm với mấy cái con này. Chơi 5 năm. Có dây rộng không? Anh Khâm có dây rộng trong máy để dây rộng. Mình nãy là mình lên bằng cái con mồi mềm đó mọi người. Đây. Nè, mình lên bằng cái con mồi mềm nạp ép luôn nha mọi người. Con này thì nó dạo gần đây nó đang rất là hot luôn. Mình sang chẽm những con chẽm vượt to là bằng cái con mồi này. Giờ thì anh Toán cũng đang sử dụng cái con mồi này luôn nha mọi người. Chơi nạp ép luôn. Nạp ép luôn. Còn nó không quanh được. Quẩn nó rất nhiều. Khúc này đang câu thì mấy anh em mình phát hiện ra một tổ ong nha mọi người. Giờ thì xem coi thứ ong này có mật chưa. Có mật thì anh em sẽ lấy nha. Thợ rừng nha anh em. Thợ này mới vô nghề ngày hôm qua. Bữa nay phán như đúng rồi vậy. Em cứ thủ ông rừng em mà có cái gậy thì có thể quay được sát tận nơi luôn. Nhưng mà rất tiếc là mình không có gậy. Ở cái này thật là còn nhỏ quá, nó mới làm. Không bắt. Nó chưa bắt. Chưa thấy có cục mật, chưa thấy con đâu. Hôm nay đi ra đầm trải nghiệm rất là nhiều thứ nha mọi người. Rồi thì mình và anh Toán đi ngược lại nha. Đi ngược lại cái chỗ nãy mình lên cá luôn. Nghĩ cho đó còn cá ở đó. Cẩn thận nha. Đó chứ sao. Anh Toán mới đụng nha. Mới đụng nó lên sình cả này nha mọi người. Mới đụng anh. Nó lao vào tam mồi nhưng mà anh có lẽ kéo hơi nhanh. Cái này mình kéo hơi chậm mà. Nó vẫn còn ở đây. Cái này thì em theo em nghĩ là không nhỏ thôi. To mà đây. To. Chậm, hay nào cũng to. Kéo hơi chậm lại tí. Cho nó hơi chìm chìm tí. Mấy con cá vượt đó thì cũng khá xa. Cái đó là đánh vượt nước mặn hay là nước ngọt á? Có cũng như cũng kiểu rộng như này. Nó là tôm cua. Dạ. Nhưng mà nó không to nhảy đâu. 2 ký 3 ký được. Còn đâu toàn cũng như bạn thầy. À. Cái đó cũng ngoài thiên nhiên ha. Ừ. Cũng vào loại như này nhưng mà không có cá to. May mắn lắm thì còn khoảng 3 kg tan toàn là tự ở đây mà để anh mà đụng được cái hàng mọc ít á, cái hàng đó
hơi xuống lắm anh. Khủng khiếp lắm, nhất là anh lúc mà ăn là máy chạy rất là nhanh, mà nó xanh tô rất là nhiều. Nếu mà anh chịu cần lại, anh chịu cần lại, nếu mà mình thấy xác định là con mồi mình nó dính khoảng tầm 2 lưỡi đổ lên là anh có thể là cho nó xanh tô được. Nghĩa là mình chịu đồ cần lại là lúc đó là cá sẽ bay lên xanh tô rất là nhiều. Mà những cái độ lâu của nó như đầm này con to nhất thì tầm bao nhiêu kg? Con này chắc có hàng 1 ít á. May mắn lắm. Dạ. Những cái đầm thiên nhiên này thì nó cá thì nó ít, không được nhiều. Mày... chứ không thôi là chắc anh đi mấy đầm đó anh đụng được mấy hàng đó con có con cần 20 kg. Tại bữa đó hôm đó là chủ đầm kéo á, kéo dính được gần 13 kg, con bự dính gần 20 kg. Ồ, bự dài nè, mà nó khỏe lắm. Cái đầm của con Hùng lên 2 con á. À, cái đầm đó con Hùng mà một ngày lên 2 con. 2 con 30 kg mà đánh không lâu nha. Đầm thiên nhiên được, nhưng đánh cái bề kinh ngang khoảng tầm 3 mét anh. Trời ơi, chạy dài lên vậy đó là nó lôi xuồng đi theo luôn. Mà bé đó nhỏ thì ngoài kinh nghiệm lên cá nói chung cái bữa đó nếu mà chưa có kinh nghiệm thì chắc không lên được con cá đó. Mình chỉ sức sức nhỏ một tí là xảy rồi đó. Thì giờ thì mấy anh em rút nha, rút về đầm khác di chuyển đầm đó mọi người. Giờ xuống đò này mình di chuyển nha. Đầm này thì chạm rất là nhiều mà lên được có con rồi mọi người. Giờ đang di chuyển vô đầm. Làm chai nước mạnh đi. Mấy chai nước mạnh uống. Ồ. Em mình đi rất là vui luôn. Ồ, cá to. Rồi, đã rồi. Là cầu xuống Cà Mau, vùng đất Cà Mau và con người Cà Mau. Tuyệt vời ha. Đây là quả của mấy anh em. Con người Cà Mau, cái chém nó với bạn. Đây, món cá tự nhiên cá vược. Cái này mình mấy em mình dạ. Câu lên phải giờ nấu. Cảm giác thú vị nhất là mình đi câu được lên cá. Nó nướng mà tự rồi bây giờ tự ăn nước mắm gì hả, là nước tương gì thì kêu ở nhà ha. Dạ. Như ở nhà đi. Nó thơm mà ngon. Ngọt. Ngọt thật. Ngọt. Cá rất tươi. Ừ, cá tươi ngọt. Dạ ta. Toán đang ra ngoài đầm nhưng mà đang săn những con cá to. Thì hôm qua với hôm nay hai ngày cùng đi câu cùng với anh Toán sẽ học được rất là nhiều cái kinh nghiệm từ cái kỹ thuật quăng mồi, tạo ếch xanh, được giao lưu với anh rất là vui. Như là anh hai anh em mình đã chia sẻ được rất nhiều là cái kinh nghiệm trong việc mua câu lưu á mọi người. Giờ thì tiếp tục anh em vẫn đi bào nữa nha. Sáng thì mình may mắn lên được một con rồi. Đây đầm nhau nè. Quá đẹp anh ơi. Em vừa nói là chỗ này có cá luôn đó. Cá rồi em. À. Cái cảm nhận về cá của Toàn rất là hay, rất là tốt, rất chuẩn. Em thấy cá nó vừa nó vừa lượng, em nói thế nào cũng có cá đây. Hay quá. Để lên một con chẻm nữa. Đây, đây con chẻm đây là buổi chiều nha, buổi chiều có anh em mình. Phải chưa anh? Cần ai lua? Một ngày trải nghiệm với cái cần ai lua. Tiếp tục lên cá. Cái con mồi Sasuke.
mệt rồi. Đây, để em hỗ trợ anh kẹp cho. Còn chạy khỏe ghê. Những con vượt cá chẽm dùng nước mặn này thấy cảm giác nó sao? Nó khác xa với con cá chẽm dùng nước ngọt không anh? Cảm giác nó rất là mạnh, nó cực khỏe luôn. Mà máy mình đã gồng rất chặt nhá. Rất là khỏe luôn. Rồi. Đây con này là chưa to hung lắm mọi người. Còn những cái xây khủng hơn nữa. Mà những cái xây này là nó quá phê. Đi săn cá tự nhiên ấy, mà được cho con cá như này là rất là lớn rồi. Với tôi rất là khủng. Hy vọng mình sẽ chúc đụng được cái hàng to. Tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đây, đây. Nhờ Toàn cầm hộ cái GoPro một tí. Để Toàn đưa quyền nói chuyện với. Đây, Toàn đang quay. Như vậy là tôi đã chinh phục được một con cá chẽm thứ hai. Tuyệt vời không anh em? Rất là tuyệt vời, cảm ơn Toàn. Một chuyến đi, một cái trải nghiệm tuyệt vời. Thực sự là tôi không nghĩ rằng ở những cái đập này có thể có những con cá chẽm to như thế này. Mà theo như Toàn nói thì là còn những con cá chẽm to hơn nữa. Gấp 2 hay 3 lần vậy. Thôi tôi chỉ câu để trải nghiệm cái cảm giác săn bắt thôi. Còn xong rồi tôi lại thả nó. Bây giờ mình gỡ đã, gỡ xong rồi thả nó ra cho nó yếu. Chinh phục những con cá này to này bằng cái con đây là con mồi giả Sasuke nha. Sasuke 75 SF. Và cần ai luôn. Cảm giác lại cá khá là thú vị. Cảm giác vừa sướng vừa hồi hộp. Tí thì mất đấy. Nhưng mà tôi mất một con rồi. Hồi nãy thì đã vuột một con rồi. Còn con này thì không vuột được. Dính này không vuột được. Em vừa thấy cá nó chạy quẩn quẩn là em nghĩ là sẽ có cá. Không ngờ nó đớp liền anh. Cái cảm nhận của em rất chuẩn. Dạ. Cảm nhận cá rất chuẩn. Chia sẻ cho mọi người luôn là khi câu mấy cái con chẽm nữa thì mình sẽ cần quan sát nha. Quan sát. Rồi anh em nhé. Thôi bây giờ thả nó về với tự nhiên để người sau còn được săn. Đây là một hình ảnh rất là đẹp của các cần thủ, của cần thủ anh Toán nha. Đây. Chỉ trải nghiệm cái cảm giác thôi, giờ thả lại. Chạy rồi. Quá tuyệt vời anh ơi. Rất là tuyệt vời. Một chuyến đi phải công nhận là không còn mong gì hơn thế này nữa. Trượt 4-5 lần và 2 lần lên cá. Và 2 lần lên con cá rất là to. Rồi, cảm ơn Toàn. Yeah, okay. Tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục chiến đấu. Pha rất đẹp. Pha rất đẹp. Thì sau 2 ngày thì chinh phục mấy con cá chẽm á. Giờ cũng chiều rồi mấy anh em kết thúc video luôn. Thì 2 ngày đi giao lưu với anh Toán á thì mình cũng học hỏi kinh nghiệm ảnh rất là nhiều. Anh chia sẻ nhiều cái rất là hay luôn rồi. Một chuyến đi rất là tuyệt vời và trong chuyến đi này mình rất là vui mừng vì có thêm được những người bạn mới. Mà quan trọng là anh em trao đổi được với nhau thì cái kinh nghiệm, chia sẻ được kinh nghiệm của những anh em câu ở trên mọi miền đất nước. Và tôi được trải nghiệm những chuyến câu cá và khám phá ở vùng đất Cà Mau, được giao lưu với lại anh em và em câu và những người bạn ở Cà Mau. Hy vọng rằng sau này anh em mà có điều kiện thì sẽ mời những anh em Toàn này và anh em là bác chơi thì giao lưu với tân nhân quê ta. Dạ, em rất cảm ơn luôn lời mời của anh luôn nha. Cảm ơn mọi người nha.